Thượng nghị sĩ tiểu bang California Tom Umberg vinh danh người phụ nữ của năm 2020, Women of the Year 2020. Theo thông cáo báo chí ngày 17 tháng 9 năm 2020, vào mỗi tháng 3, lễ chào mừng tháng lịch sử của phụ nữ sẽ được tổ chức bằng việc vinh danh những phụ nữ tiêu biểu có những đóng góp nhằm cải thiện cuộc sống của nhiều cư dân California. Truyền thống này đã bắt đầu ở Quốc hội tiểu bang vào năm 1987 và vẫn tiếp tục cho đến nay trên toàn tiểu bang, trong đó có địa hạt 34 tại quận Cam. Thượng nghị sĩ Tom Umberg cho biết, chào mừng 60 người phụ nữ được đề cử danh hiệu Women of Distinction 2020 District 34 và công bố bà Lee Nguyễn là phụ nữ của năm 2020, hạt 34, Women of the Year 2020 District 34. Năm nay, do hoàn cảnh của đại dịch COVID-19 kéo dài, vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày thứ Tư, 16 tháng 9 năm 2020, Thượng nghị sĩ Tom Umberg đã tổ chức một buổi vinh danh qua mạng online sau khi trân trọng gửi bằng vinh danh đến bà Lee Nguyễn, Women of the Year 2020 District 34. Bên cạnh đó, có 60 người phụ nữ tiêu biểu khác cũng được đề cử và vinh danh. Một niềm vui lớn cho cộng đồng người Việt tại quận Cam là trong số 60 người phụ nữ được đề cử và vinh danh, có 25 vị gốc Việt và người đạt danh hiệu cao nhất Women of the Year 2020 District 34 cũng là một người phụ nữ Việt Nam. Bà Lê Nguyễn, thành viên Liên minh Lao động Hoa Kỳ, Châu Á-Thái Bình Dương, APALA. Bà Lê Nguyễn gia nhập Liên minh Lao động của Hoa Kỳ, Châu Á-Thái Bình Dương, APALA vào năm 2002 và làm việc tận tụy quên mình suốt từ đó đến nay.